thứ vừa vừa nắng tí nó sẽ qua cầu vòng. Để ý là tí nữa chúng ta sẽ nhìn thấy cầu vòng. Ui, sẽ nhìn qua em đây là người đây là đằng trước đẹp này. Đấy, đến chỗ này nắng chang chang rồi. Cầu đẹp không? Cầu quá đẹp luôn. Xẻ đôi quả núi, đi giữa quả núi. Đi giữa hai quả núi. Chỗ này không mưa gì nào luôn. Không nước. Mưa đây mưa chỗ kia mưa to thế. Bên đó thì là hai đoạn đường nha. Như vậy là người nữ kia thì không mưa nữa. Tài bên bên này lại lắng chang chang. Bắc Cạn bây giờ mới đến Bắc Cạn đấy. Bên kia, bên kia nó có thùng rác để người vứt. Cái tàu này nó vui đấy. Không, nó là đấy. Đi, để nó lâu. Hay. Hay đấy. Nước xanh biếc nhỉ. Không có cái mùa rất trong. Đúng rồi. Cái đợt mà con đi nước trong lắm ạ. Cây màu dưới nước. Quất tơ. Trời mưa cả đang màu xanh. Sao lại có cây màu dưới nước được bố? Con kinh dễ vậy. Anh rung rung tàu kìa. Nước lên rồi. Hôm qua trời đây mưa to. Đợt trước anh lên đây nước trong lắm. Buổi sáng nó còn có hơi sương cực kỳ đẹp. Ôi. Ôi. Quên mang cái máy cọ dầu đi. Để chiếc xe.
Hai con em ơi. Chào. Ôi, lên lấy chìa khóa đây. Mây núi à. Dạ. Mây cổ chí chẳng cả đỉnh núi ở đó, thấy không? Ơi thằng hôm qua cái gì cái mây có trời không? Mây gần như vậy. Ở nhà mình xa lắm, cái đây được chỉ. Mây ngay chị núi à. Ngay trước mặt này. Bánh cuốn ở đây chơi củi luôn. Bánh cuốn củi đây ngon đấy. Xịn luôn. Ăn nhiều trứng nhiều cá. Sao thế? Làm kiếm kỷ đá rồi, chán nha nó. Chị Thảo này ăn gấp đôi á, béo lên. Để cho dạy ăn trước. Đây là bánh cuốn. Bánh cuốn gì? Đây là bánh cuốn. Có rồi. Cắt nha. Cắt nha. Cắt nha. Cắt nha. Cắt nha. Cái đúng bánh cuốn xịn luôn. Bánh cuốn đúng đặc sản địa phương luôn đấy. Đây con này vào ăn luôn cùng cái đĩa này nhờ. Tí đĩa khác phải tính tiếp. Nào. Đi từ rồi. Con ở đây nhá, con chưa được đi xuống bao giờ luôn. Rồi ra con. Con khổ đấy, con chưa được đi luôn. Hôm nay mới được đi. Anh giờ mình đi thế nào nhỉ anh ơi? Ốc đâu đang mới con. Ở đang nào không? Ở đây thôi. Ra luôn.